Em xin chào tất cả mọi người nha Chào mừng quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh kiếm tiền của em Video này em sẽ thông báo cho anh chị về cái dự án dê sung à, Giao đó là chúng ta làm cái đồng là dê sung tốc canh Thì hiện tại là cái thứ nhất á, là họ đã thay đổi cái con trách Họ đã bỏ cái con trách cũ rồi Cái thứ hai nữa thì họ đã liệt trên cái sàn phanh cây swap Chúng ta có thể là mua từ cái việc chúng ta có cái đồng BNB hoặc là chúng ta có USDT chạy chạy trên các mạng lưới là BNB BEP20 ha. BNB Smart Chain. Thì cụ thể trong video này cái thứ nhất là em nói là thông tin cơ bản về cái dự án này. Cái thứ hai nữa là cái cách cái cách chúng ta xem cái giá của cái đồng này và cái thứ ba nữa là cái cách chúng ta mua nha. Nếu anh chị nào chúng ta muốn thì mấy hôm trước á, em có chia sẻ cho anh chị mình chúng ta tham gia một cái dự án đó chính là cái dự án dê sung à, giao ha tức là mình đào cái đồng mình làm cái đồng dê sung tốc cành thì cái nói chung là video hướng dẫn á, thì em để dưới phần mô tả rồi em nhắc lại cơ bản thôi rồi chúng ta qua cái nội dung chính là anh chị mà muốn làm được cái này á là trong quý chúng ta phải hầu ít nhất là không 01 không một tức là anh chị phải có nhiều hơn là 0 phải không một nha anh chị có thể có là 0 một hoặc là anh chỉ có thể là 0.011 trở lên để làm chi? để xác minh cái quý này là có giao dịch, có BNB trong đó để xác minh cái đó không phải là cái quý ảo tại vì có rất nhiều anh chị chip cái tài khoản và quý chúng ta không có cái đồng nào hết để chúng ta lấy ghép thì họ khắc phục điều đó và chúng ta phải để 0.011 BNB này trong quý xuyên suốt đến khi nào hết cái chương trình EROP chúng ta mới có thể rút chúng ta chuyển sang quý khác hoặc lên sàn chúng ta bán nha đó hôm bữa thì em có chia sẻ với anh chị cái anh chị cái cách chúng ta ép con trách vào rồi nhưng mà con trách hôm bữa là họ đã bỏ họ đã thay vào cái con trách khác thì ở đây ở đây anh chị thấy đây chính là cái trang chủ của cái dự án ha bây giờ cái thứ nhất là em sẽ cho anh chị xem cái con trách này cái thứ hai nữa là chúng ta dán nó vào quý nha và chúng ta chúng ta bỏ cái con trách cũ anh chị xem kỹ giúp em nha đặc biệt là anh chị mới á rồi ở đây anh chị vào trong cái nhóm này thì anh chị sẽ thấy cái con trách mới nó để ở đây con bót nó để nè. Còn con trách trước á là nó không ít 299 thì phải. Bây giờ nó đổi lại như thế này nha. Đây. Rồi. Sau đó anh chị sẽ vào cái trang là chúng ta check. Là chúng ta vào cái trang là bckan.com anh chị dán vào. Thì ở đây anh chị sẽ thấy nè, cái tên của cái dự án đó là mã thông báo dây sung là đúng dự án của chúng ta đang tham gia nha. Rồi tổng cung của cái này thì em nói nó khá là nhiều nhưng mà sau này họ đốt khoảng 80-90%. Đó, chủ sở hữu hiện tại là có 261 chủ sở hữu, chuyển khoảng là 680. Tức là họ đã list trên fanpage swap và họ cho chúng ta swap được anh chị ha Thì đây anh chị thấy nè, số lượng swap nè. Đó, đó. Đó là cái 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 uh, về cái con chấp này và em nói cái dự án dây sung tóc cành này nó là được hậu thuẫn bởi cái sàn Google S Google S thì anh chị biết rồi họ chịu chi khá là nhiều và cái 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 dự án của họ lúc trước là như cái đồng KGT cũng như là C3F này kia rất là ngon Aerobe rất là mạnh luôn tức là họ chịu chi anh chị rồi bây giờ cái cách chúng ta thêm vào quý thì đầu tiên anh chị chúng ta vào cái quý Metamask cho em nha cái này chúng ta hiện tại làm được trên cái quý Metamask thôi còn cái quý chết với đó là chúng ta chưa có được nha và thời gian tới nè cái đồng này nó sẽ lít lên trên cái sàn cogs hiện tại là trên phân swap rồi ha và tiếp theo nữa em nghĩ là sau hết cái chương trình Arab trên cái quý này họ sẽ chuyển sang Arab trên telegram nó giống như cái dạng là chúng ta sổ số làm một số cái đồng như KGT ngày xưa đó, trên telegram đó rồi đây là cái ví và cái quý này là em đã liên kết để em làm hàng ngày cái đồng dây sung đây bây giờ hôm bữa chúng ta đã thiết lập xong cái đồng dây sung này rồi bây giờ chúng ta muốn xóa thì sao anh chị anh chị nhắn giữ cho em nha anh chị nhắn giữ vào cái đồng này sau đó chúng ta chọn cái chữ ẩn đó tức là chúng ta đã xóa nó rồi bây giờ chúng ta thôi muốn thêm một cái đồng dây sung mới theo cái mã con trách mới thì chúng ta làm sao từ cái quý này anh chị nhập trước tiên là anh chị vào đúng cái quý hàng có thể là account 2, khao 3 dịch tùy chúng ta đúng cái quý nè cái thứ hai nữa phía trên đây nó có chữ là pin pin smart chain mới được nha nếu không có thì chúng ta nhấp vào đây đó cái kèo này ngon anh chị nên chúng ta đừng có tiếc uh, hơn 3 đô thôi khoảng 7 mấy ngàn rồi chúng ta đừng có tiếc đó em nói thật sự đó, nó ngon á rồi bây giờ anh chị nhấp phía dưới nè có cái chữ nhập tóc cành là chúng ta nhấp vào đó sau đó mình nhấp vào cái mục là tóc cành tùy chỉnh rồi sau đó chúng ta dán vào cái video này nó bao gồm nhiều vấn đề lắm nên anh chị nào mà người mới chúng ta nên xem kỹ giùm em đi hang là chúng ta sẽ hiểu được rất là nhiều cái kiến thức mới đó. Em chia sẻ đó. Rồi ở đây anh chị sẽ thấy nè. Em đã thêm được rồi, em nhấp một cái chữ nhập phía dưới. Chào khoảng vài giây. Ở đây nó sẽ ra cái gì là dây sung nè anh chị thấy không ạ? Đó, là con trách mới chúng ta vừa thêm vào. Rồi, thì cái đồng dây sung này nó đã liệt trên cái sàn Fancy shop vậy mình muốn xem và chúng ta muốn mua thì sao? thì bây giờ nè anh chị muốn mua muốn bán này kia trên phanh cây swap á thì anh chị phải có được cái 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 liên sàn phanh cây swap tại vì nó là cái sàn quy tập trung nên là anh chị cần phải liên kết nó vào cái quý nó giống như chúng ta liên kết cái 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 trang của dây sung để chúng ta làm gì đó thì chúng ta lấy cái liên nó ở đâu thì anh chị vào cái google chrome cho em nha anh chị vào cái google chrome nè sau đó anh chị vào mở một cái tab mới cho em anh chị gọi trong cái chữ là phanh cây anh chị tập làm cho quen nha anh chị, fan cây swap, rồi chúng ta cứ enter, ở đây anh chị sẽ thấy là nó ra một cái một cái trang đầu tiên là fan cây swap chấm file biểu tượng phía trên phía bên trái là anh chị thấy là nó như con chuột vậy đó đúng không? sau đó anh chị nhấp vào nó, anh chị nhấp vào nó sẽ đưa anh chị tới cái trang đây là cái sàn luôn đó nhưng mà chúng ta cần phải liên kết với quý thì anh chị sẽ sẽ như thế này nè anh chị nhấp vào ở trên đây nè chúng ta nhấn vào nó sau đó dưới đây nó sẽ xuất hiện hai tờ giấy chúng ta sao chép nó để chúng ta sao chép cái 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 liên đó để chúng ta về cái quý metamask của chúng ta dán vào anh chị nào người mới mà chúng ta nghe không rõ hay là chúng ta làm không được chúng ta cứ xem vài lần rồi chúng ta làm từ từ là sẽ được rồi chúng ta vào cái quý đúng hồi nãy của chúng ta đúng không ạ và nó phải là ở trên cái mạng bin chain nha đúng rồi nè rồi chúng ta vào cái mục trình duyệt phía dưới bên phải sau đó ở dưới đây cô anh chị nè thường nó sẽ có một số 2 số 3 số 4 tức là nó chúng ta đang có mấy trang ở đây còn nếu như chúng ta muốn thêm cái trang mới á chúng ta nhấp vào cái chữ số 1 này ô vuông đó rồi ở đây nó sẽ xuất hiện dấu cộng chúng ta nhấp vào cái dấu cộng để chúng ta thêm một cái tab mới là một cái trang mới sau đó để đây chúng ta sẽ dán cái cái link của chúng ta nè cái link hồi nãy chúng ta vừa sao chép trên Google, bên Google Chrome á đó. anh chị thấy không ạ rồi chúng ta enter thì nó sẽ đưa anh chị đến cái sàn fan swap lúc này cái bước thứ hai chúng ta cần phải liên kết cái quý cho nó đúng thì trước khi liên kết quý đúng á, chúng ta phải nhấp vào cái hình quý phía trên bên phải cái này á, là nó đang liên kết với quý 1 nhưng mà em em đang sử dụng cái quý 2 thì em phải nhấp vào và em chọn cái quý 2 nè sau đó em chọn kết nối nè đó thì anh chị kết nối xong ở đây nè anh chị sẽ thấy nè đó nếu mà chúng ta quỷ kết nối thì chúng ta nhấp vào cái chữ điện connect ha ở dưới đây rồi bây giờ như thế này như thế này anh chị nhấp vào cái một chay bên trái nè anh chị thấy không ạ rồi chúng ta sẽ kéo lên chúng ta thấy cái chữ chay nào hoặc là một chút nó sẽ hiển thị như thế này luôn bây giờ á bây giờ á anh chị á chúng ta sẽ nhấp vào cái chữ chay phía dưới này đúng không ạ sau đó anh chị cần dán cho em cái con trách cái con trách là cái con trách của cái đồng dây sung đó nha đây nè nhắn giữ sao chép nó rồi chúng ta về đây chúng ta dán vào cho em nha ở đây chị nhắc một chữ là import cho em nha rồi chọn ai ánh sen import rồi. Bây giờ ở trên cái đồng pinpe này chúng ta sẽ chuyển sang USDT để chúng ta xem cái giá nó cho nó dễ thôi anh chị. Rồi anh chị nhấp vào cái mũi tên đi xuống nè. Như vậy em sẽ nhấp vào ví dụ một cái đồng Dây Sung này nó sẽ là trị giá bao nhiêu USDT thì chúng ta chờ xem nha. Thì một cái đồng Dây Sung tốc cành này á hiện tại nó sẽ là 0.1234567. 13351 USDT cái này nó đã tăng lên chị hôm qua em xem đó là nó một bỏ số 0 đầu nha 1 2 3 4 5 6 7 8 số không nhưng mà nó đã lên nó mắc một số 0 rồi đó rồi bây giờ cái cách chúng ta cái cách đó cái cách mà chúng ta swap thì sao rồi bây giờ nè anh chị muốn swap được muốn mua được cái đồng dây sung này một là chúng ta phải có cái đồng bình bi hay là chúng ta phải có cái đồng USDT chạy trên cái cái, cái mạng bình này đúng không ạ? Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhấp vào cái mũi tên xoay chiều này nha. Đây là một cái sàn chúng ta mua cũng như chúng ta swap cái đồng nào nó nằm ở trên đó là cái đồng cũng đó chúng ta đang có. Còn cái ông đồng dưới này là cái đồng chúng ta muốn mua. Ví dụ như bây giờ em nhấp vào cái chữ mát ở đây nè là em có bao nhiêu? Em có 16.64 USDT. Thể đây em sẽ mua được là bao nhiêu? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 nè. triệu nè. Như vậy là em mua được 1 tỷ 233 triệu 824 665 cái đồng dây sung. Đó. Nếu mà anh chị mua bằng BNB á. Thì chúng ta swap thẳng. Còn nếu mà anh chị mua bằng USDT chạy trên cái cái cái, cái mạng BNB á. Là chúng ta phải có BNB nha. Nhiều nha. Để chúng ta làm ra chúng ta swap. Mà chúng ta swap xong chúng ta phải còn bảo đảm cho em BNB là phải nhiều hơn là 0.011. Để chúng ta còn làm cái đồng dây sung hàng ngày nữa. Nắm rõ nha anh chị. Ở đây chúng ta sẽ nhấp vào chữ là Enbo uh, Ở đây chúng ta phê duyệt nè, chúng ta tốn một ít ga cũng như để là chúng ta mở cái trách đó để chúng ta thực hiện cái 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 hợp đồng á. Rồi. Anh chị chờ khoảng 20 giây ha, nó sẽ xuất hiện cái chữ số swap xanh này chúng ta swap nè. Bây giờ chúng ta xác nhận chúng ta mua nha. Chúng ta chọn thành phim swap. Rồi chúng ta chọn một xác nhận là chúng ta tốn thêm một ít ga nữa. anh chị thấy nè nó để cái tích xanh là có nghĩa là em đã quáp thành công rồi đó là em quán đổi 16.67 USDT 16.54 USDT em mua được một triệu 1 tỷ mấy đó bây giờ anh chị vào lại cái mục quý phía dưới bên trái nè thì ở đây anh chị thấy nè USDT của em nó đã mất nó đã hết rồi và cái đồng dây xung em nó tăng lên đó rồi về cái cái đó là cái cách chúng ta mua cái đồng dây xung nha còn cái việc á mà làm sao để có BNB hoặc là USDT thì anh chị phải nạp vào đây thì cái cách nạp đó chúng ta có thể nạp từ các quý khác vào đây Hoặc là chúng ta nạp từ các sàn vào đây Ví dụ như anh chị muốn nạp bằng BNB Thì chúng ta sẽ nhấp một cái chữ nhận ở đây luôn Hoặc là chúng ta nhấp vào BNB nè Sau đó chúng ta chọn cái chữ nhận Sao chép nó Rồi chúng ta về các quý khác chẳng hạn như là Chớp với lệch hay là metamask hay là cái sàn metano Hay là cái sàn bay nành hay là hubi hay là tất cả các sàn khác Ví dụ em vào cái uh, ghimetano đi ha Em lấy ví dụ đi sau đó chúng ta vào cái quý nè, rồi chúng ta chọn cho em cái đồng là B, uh, BNB ha, đây, bên kia nạp thì ở đây rút nè, chúng ta nhấp vào rút, sau đó nhấp vào cái là gửi mạng qua crypto, rồi sau đó chúng ta chọn, uh, chúng ta chọn cái địa chỉ quý chúng ta dán vào nè, đó, rồi thì chúng ta muốn gửi bao nhiêu, chúng ta gửi mát thì chúng ta gửi full luôn, ví dụ chúng ta gửi là 100 đi, 1000 ngàn BNB, rồi chúng ta nhấp vào gửi, ha là chúng ta chờ khoảng vài giây nó sẽ qua đối với anh chị muốn nạp USDT thì nó cũng giống như nạp BNB vậy thôi nó thì anh chị tùy chúng ta muốn nạp nào cũng được ha BNB hay USDT vậy chúng ta cũng đều mua cái đồng dây sung được rồi thì như em nhận định cái đồng này thì nó rất là tiềm năng ha thì thời gian tới khi hết Erop này sẽ chuyển sang Erop trên Telegram theo cái dạng như lúc trước chúng ta làm Erop sổ số uh, mỗi ngày từ cái sàn QGS và đặc biệt nó sẽ list trên cái sàn QGS nha cái này tấm cung nhiều nhưng mà nó sẽ đốt theo thời gian rồi thì à, em chia sẻ cho anh chị rồi đó à, xem con trách nè tra con trách nè xem giao dịch nè rồi à, cách lấy cái link của sàn phân cây swap nè rồi cái cách chúng ta thêm cái tóc cành vào trong cái ví metamask nè rồi cái cách chúng ta swap trên cái sàn cây swap từ BNB hoặc USDT qua cái đồng dây sung nè hoặc là sau này chúng ta bán cái đồng dây sung trên cây swap thì chúng ta cũng làm cái trang như vậy nhưng mà ngược lại đổi dây sung lên trên để chúng ta mua cái đồng BNB hoặc USDT đó cái nữa em chia sẻ với anh chị là chúng ta cái cách chúng ta nạp BNB hoặc là USDT từ bên ngoài vào cái quý metamask anh chị nghe rồi em xin phép dừng cái video anh chị nào mà chúng ta đã tham gia rồi thì chúng ta nhớ làm hàng ngày cái đồng dây sung này nha anh chị vào cái quý rồi sau đó vào cái trình duyệt sau đó mở lên cái cái trang này thì ở đây anh chị nào mà chúng ta bị lỗi á, thì chúng ta nên nhấp vào cái 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 bông hoa phía bên phải nè sau đó chọn cho em cái chỗ ngôn ngữ là tiếng trung nha c nào là tiếng trung á thì nó sẽ ra như thế này sau đó chúng ta nhấp vào một này nè chúng ta làm cái này em làm rồi nè à cái này em hình như chưa kết nối quý à. nhiều lúc nó bị lắc nha anh chị nhiều lúc để em, em làm cho anh chị xem coi nó như của em là em đang bị lắc nè anh chị thấy không ạ rồi để em sẽ nè đó nó sẽ xuất hiện cái chữ là net với lạch chúng ta nhấp vào đó và chúng ta chọn cái chữ ký cho em nha anh chị nhấp một ký xong nó sẽ ra như thế này nè đó nó hiển thị cái đỏ đỏ này tức là những ngày chúng ta đã làm được em còn hơn 5 tiếng nữa em sẽ bài em làm anh chị nha đó cơ bản như vậy thôi